khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến với Trung tâm Y khoa Nhi đồng Elrich Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên khoa nhi đồng và có hơn 15 năm kinh nghiệm, văn phòng chuyên khám và chữa trị cho trẻ em và thanh thiếu niên từ sơ sinh đến 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, tình trạng thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên. Văn phòng có nhận tất cả các loại bảo hiểm và Medicaid. Mọi chi tiết xin liên lạc 832 939 8956. Văn phòng có nhân viên nói tiếng Việt.